Chuyện cũ trong tích xưa, khi thế gian còn mù mờ, khi thế gian còn mù mờ, khi thế gian còn mù mờ. Giữa khi xưa mẹ đẻ ra trăm cái trứng, sinh lũ con trăm đứa con dòng lạc hồng, trăm đứa con dòng lạc hồng. 50 con vượt đồi non, pha rừng nuôi hai dãy nương, xây đắp buồng làm nhà sàn, xây đắp buồng làm nhà sàn, xây đắp buồng làm nhà sàn. 50 con dọc Trường Sơn, đi xứ Bắc đi xứ Nam, xây núi sông lập vườn đồng, xây núi sông lập vườn đồng, xây núi sông lập vườn đồng. Hôm nay đây rừng gặp mây, lá gặp núi, ta tới đây tay nắm tay mình gặp mình, tay nắm tay mình gặp mình, tay nắm tay mình gặp mình. Vui ca lên thương và kính, người trong nước anh với em với anh cùng họ hàng, anh với em cùng họ hàng, anh với em cùng họ hàng. Cua chiêng lên đập cùng lên, tiếng cồng đánh qua mái tranh, qua mái tre vào rừng già, qua mái tre vào rừng già, qua mái tre vào rừng già. Cho con vua khi già hua, cho má quái cho lũ này, ngơ ngác say vì nhạc đồng, ngơ ngác say vì nhạc đồng. Chuyện cũ trong tích xưa, khi thế gian còn mù mờ, khi thế gian còn mù mờ, khi thế gian còn mù mờ. Giữa khi xưa mẹ đẻ ra trăm cái trứng, sinh lũ con trăm đứa con dòng lạc hồng, trăm đứa con dòng lạc hồng. 50 con vượt đồi non, pha rừng nuôi hai dãy nương, xây đắp buồng làm nhà sàn, xây đắp buồng làm nhà sàn, xây đắp buồng làm nhà sàn. 50 con dọc Trường Sơn, đi xứ Bắc đi xứ Nam, xây núi sông lập vườn đồng, xây núi sông lập vườn đồng, xây núi sông lập vườn đồng.
Hôm nay đây rừng gặp mây là gặp người, ta tới đây tay nắm tay mình gặp mình, tay nắm tay mình gặp mình, tay nắm tay mình gặp mình. Vui ca lên thương và kính, người trong nước anh với em với anh cùng họ hàng, anh với em cùng họ hàng, anh với em cùng họ hàng. Cua chiêng lên đập cùng lên, tiếng cồng đánh qua mái tranh, qua mái tre vào rừng già, qua mái tre vào rừng già, qua mái tre vào rừng già. Cho con vua khi già hua, cho má quay, cho lũ này ngơ ngác say vì nhạc đồng, ngơ ngác say vì nhạc đồng. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Một Mẹ Trăm Con qua tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong một dịp chung vui với hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan vào ngày 2 tháng 10 năm 1990. Ca khúc này do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác theo làn điệu dân ca miền cao nguyên dựa trên truyền thuyết con rồng cháu tiên của người Âu Lạc, vũ khúc minh họa do hội viên chúng tôi từ miền Nam Âu Lạc Việt Nam trình bày. Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Alexis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian. Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng, chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy. Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ. Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người. Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Quy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, Ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này. Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu.
Kính thưa quý khán giả, trong tuần này, chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh xin đặc biệt tiếp tục vinh danh nhạc sĩ Phạm Duy, một nhạc sĩ tài hoa của dân tộc đã sáng tác hàng trăm ca khúc bất hủ với nhiều thể loại. Dòng nhạc của ông đã êm ái đi vào lòng người qua bao thế hệ và trở thành một phần di sản văn hóa diệu kỳ của đất nước Âu Lạc, Việt Nam. Trong đêm đại nhạc hội từ thiện Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức nhằm góp phần tương trợ văn nghệ sĩ Âu Lạc tại quê nhà, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngỏ lời cảm tạ các nghệ sĩ tài hoa hiện diện trên sân khấu Long Beach Terrace Theater, California, Hoa Kỳ vào cuối tháng 12 năm 1996. Ngài đặc biệt giới thiệu nhạc sĩ Phạm Duy và các nghệ sĩ Âu Lạc khác đến khán giả ngoại quốc tham dự buổi nhạc hội tuyệt vời này. Quý vị có nhớ cái mà lúc thường thường á, nói chuyện với quý vị, sư phụ sự thường giới thiệu nhạc sĩ Phạm Duy á, là ông này nè. Tại sao mà mình nói tiếng Anh? Tại vì khi mà thường thường giới thiệu là giới thiệu với những người ngoại quốc đó, chứ không phải giới thiệu người Việt Nam. Tại Việt Nam ai cũng biết Bồ Tát rồi, mình giới thiệu chi uổng. All these people that you have seen today are the best of the Vietnamese musical and literature sky. They are the paragon, they are the stars, they are the superior of all the talents that's condensed in their very delicate physical being. I'm very honored to be with them, even just to look at them. When I was young, I never dreamed I can even stand here together with them one day like this. I thank tôi, them again. Xin, là người nhiều tuổi nhất ở đây, xin đại diện, có lẽ tôi và anh Thù Hầu bằng tuổi nhau, xin đại diện tất cả các nghệ sĩ ở đây, xin cảm ơn đại sư, cảm ơn ban tổ chức, tất cả quý vị. Từ nhiều thập niên qua, Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn đặc biệt trân quý văn nghệ sĩ Âu Lạc và thường gửi quà Tết với tất cả tấm lòng thân thương của Ngài. Nhân dịp Xuân Canh Dần 2010, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần gửi lời chúc Tết cùng quà Xuân, mừng tuổi thọ nhạc sĩ Phạm Duy. Sau khi được tin nhạc sĩ Phạm Duy vừa trải qua một cuộc giải phẫu, Ngài đã bày tỏ như sau. Tôi rất vui là nhạc sĩ đã bình phục, kính chúc nhạc sĩ vạn sự lành và xin gửi thật nhiều tình thương từ tấm lòng của tôi đối với một kho tàng quốc gia của Âu Lạc. Năm 1954, Phạm Duy sang Pháp học bổ túc tài về hòa âm. Trở về nước, ông khởi sự sáng tác trường ca. Phải đợi tới năm 1957, ông mới thật sự trở lại với nhạc tình, trở lại với một tư duy mới, một nhãn quang mới về tình yêu và hệ lụy trong đời. Không còn tình xanh khi chưa lo sợ của những tình khúc trong sáng, ngập ánh bình minh, ngạt ngào hương hoa, mứt xanh thảm cỏ của thuở ban đầu, mà là tan nát, bất hạnh của những đôi tình nhân yêu nhau không tròn, trước mặt là đêm đen, sau lưng là hố thẳm. Những đôi tình nhân dìu nhau sang bên kia thế giới, dìu nhau nương thân ven chín suối, dìu nhau đưa nhau vào nghìn thu. Các ca khúc sáng tác trong khoảng thời gian này như Đừng Xa Nhau, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời, Ngày Đó Chúng Mình Tìm Nhau, Thương Tình Ca, Mưa Rơi, Đường Em Đi, Đừng Bỏ Em Một Mình, Còn Gì Nữa Đâu, Nước Mắt Rơi, Một Bàn Tay, Tạ Ơn Đời, đều nói đến chia lìa, giang dở, tử biệt của một cuộc tình mà trong khởi đầu đã có chấm dứt, trong hạnh phúc đã thấy khổ đau, trong màn đồng đã thoáng tan vỡ, trong sum vầy đã chớm biệt ly. Ngày đó có em ra khỏi đời rồi, trùng dương ơi, có xót xa cũng hoài mà thôi. Ngày đó có em đi nhẹ vào đời và đem theo trăng sao đến với lời thơ nuối.
ngày đó có anh mơ lại mộng người và sẽ tơ kết tóc giam em vào lòng thu ngày đôi ta ca vui tiếng hát vói đường dài ngâm khẽ tiếng thơ khơi mạch sầu lơi ngày đôi môi đã quyết trói đời người ôi những cánh tay đan vòng tình ai ngày đó có tha mơ được trọn đời tình vươn vai trời mây khói ngày đó có say duyên vượt bề ngoài trùng dương ơi giữ kín cho lâu đài tình đô Hai trong số những tình khúc nổi tiếng của Phạm Duy trong giai đoạn này là Phổ Từ Thơ của Minh Đức Hoài Trinh, Kiếp Nào Có Yêu Nhau và Đừng Bỏ Em Một Mình. Xét về mặt ngôn ngữ học, Phạm Duy là một trong những nhạc sĩ đặt lời hát hay nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Cho nên khi ông phổ nhạc những bài thơ hoặc mượn ý thơ để soạn thành ca khúc thì không phải vì ông cạn lời mà chỉ vì ông rung động trước ý thơ. Có thể nói, có khi cảm xúc của ông còn dạt dào mãnh liệt hơn của chính tác giả bài thơ. Chính Minh Đức Hoài Trinh, ngày ấy, trong một dịp từ Pháp về thăm Việt Nam đã phải bàng hoàng xúc động trước việc hai bài thơ của mình đã hóa thân thành hai tình khúc để đời qua nét nhạc thần tình của Phạm Duy. Gọi là một sự hòa điệu bởi vì trước khi tìm cung nhịp tiết tấu hòa âm, tức là kỹ thuật, sáng tác, tâm hồn người nhạc sĩ phải rung động trước ý thơ. Sự rung động ở nơi Phạm Duy có thể nói không chỉ khiến Minh Đức Hoài Trinh bàng hoàng xúc động mà còn lây lan truyền cảm thấm nhập vào tận đáy hồn người nghe. Như thể hai tình khúc ấy chính là tiếng nói thay cho những ngậm ngùi, câm nín của chúng ta trong đời thường. Đừng nhìn anh nữa em ơi, hoa xanh đã phai rồi, hương trinh đã tan rồi. Đừng nhìn anh nữa em ơi, đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quên cười. Hằng người thôi đã quên ta, trăng thu gãy đôi bờ, chim bay xứ xa mờ. Gặp người chẳng nhắn cho ta, hoa xanh đã bơ vơ, đêm sâu gối ơ thơ. Kiếp nào có yêu nhau thì xin tìm đến mai sau, hoa xanh khi chưa nở, chưa lo sợ bao giờ có yêu nhau thì xin gạt hết thương đau. Anh đâu rồi, anh đâu rồi. Nếu chỉ xét về nhạc tình thì dòng nhạc của Phạm Duy có thể chia ra làm bốn giai đoạn khá rõ rệt.
Giai đoạn thứ nhất, trước khi rời bỏ kháng chiến, là giai đoạn của mộng mơ, của thiên đường đôi lứa, của tình xanh khi chưa lo sợ. Giai đoạn thứ hai, sau khi rời bỏ kháng chiến cho đến năm 1957, là giấc đông miên, kéo dài gần 10 năm, không có những tình khúc đáng kể. Giai đoạn thứ ba từ năm 1957 tới cuối thập niên năm 1960 là giai đoạn của những tình khúc khổ đau, tàn nát. Giai đoạn thứ tư từ đầu thập niên năm 1970 trở về sau là giai đoạn hồi sinh, thoát khỏi bóng tối của dĩ vãng đau thương, bất hạnh. Theo đa số các nhà phê bình cũng như giới ca nhạc, giai đoạn thứ ba và thứ tư là thời kỳ vàng son của nhạc Phạm Duy. Ở đây, chúng ta đang đề cập tới giai đoạn thứ ba, giai đoạn của những tình khúc khổ đau, tan nát. Đây cũng là giai đoạn đã ghi lại những dấu ấn khó phai mờ nhất của Phạm Duy trên dòng nhạc tình Việt Nam và trong lòng người yêu nhạc. Những người ngày ấy chưa quá già và không quá trẻ để thưởng thức nhạc tình của Phạm Duy. Thật vậy, với thính giả yêu nhạc hiện nay đang ở lứa tuổi từ 55-60 trở lên, những ca khúc viết về chia lìa, giang dở, khổ đau, tan vỡ, biệt ly ấy của Phạm Duy không chỉ là những tình khúc được yêu chuộng mà trở thành niềm hạnh phúc, nỗi thảm sầu, thú đau thương của riêng mỗi người. Điều lạ lùng là có mấy ai trong chúng ta đã trải qua ngần ấy cảnh đời, nhưng sao trong mỗi tình khúc của Phạm Duy chúng ta đều thấy bóng mình ở trong đó. Và càng lạ lùng hơn khi dòng nhạc viết về đau thương bất hạnh ấy lại có tác dụng làm đẹp cho đời, an ủi những tâm hồn cô quạnh, vuốt ve những trái tim đầy thương tích và xoa dịu những gót chân trên con đường tình đầy sỏi đá. Nếu một mai em sẽ qua đời, hoa phù đầy người sẽ nhịp đầm khơi tình đời. Nếu một đêm em bước qua thềm mang nặng hồn mình, em chờ mình trên nên nhân duyên. Nếu nửa đêm trăng gió đã lên bao lùa em chân gối ghi tên bia mộ đường tiên. Chẳng nợ
Nói về những năm từ cuối thập niên năm 1960 tới giữa thập niên năm 1970, các ca khúc phở thơ của Phạm Duy đã chiếm một vị trí đặc biệt trong nền tân nhạc Việt Nam khoảng thời gian nói trên. Nhưng cho dù phức tạp sự nghiệp sáng tác của Phạm Duy, người đã được xưng tụng là ông vua tình ca của nền tân nhạc Việt Nam vẫn luôn luôn nổi bật với những tình khúc để đời. Nhìn chừng xa cách, người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe vì mình quá khứ, mời người đến theo toàn vẹn thương yêu. Đừng tiếc người vào dĩ vắng nhạt màu, sẽ có chẳng nhiều đến đâu. Nỗi góp người giai đoạn thứ tư, giai đoạn của những tình khúc mà Phạm Duy gọi là tình ca một mình. Tuy cũng viết về đau đớn, chia xa, vĩnh biệt đành đoạn, nhưng dường như đó chỉ là những biến cố xảy ra xung quanh, chứ không phải là diễn tiến trong đời sống tình cảm của chính ông. Từ Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài, Nghìn Trùng Xa Cách, Nha Trang Ngày Về trong năm 1969, tới Cỏ Hồng, Mùa Thu Chết, Giết Người Trong Mộng năm 1970, Trả Lại Em Yêu, Con Đường Tình Ta Đi năm 1971 đều mang tính cách diễn tả sự rung động của một nhân chứng đa sầu đa cảm trước những chuyện tình không hạnh phúc mà ông gặp trên đường đời. Chỉ có bản Nước Mắt Mùa Thu, người ta biết Phạm Duy viết để riêng tặng Lệ Thu, người nữ danh ca mà tên tuổi đã đi liền với bản Ngậm Ngùi do ông phổ từ thơ Huy Cận. Chữ Lệ trong tên gọi hoặc biệt hiệu của một người con gái, chẳng hạn Lệ Thu, Lệ Thủy, Lệ Mai có nghĩa là đẹp, nhưng trong những chữ mỹ lệ, tráng lệ chứ không có nghĩa là nước mắt. Phạm Duy là người tinh thông ngôn ngữ, ông có thời giảng dạy khoa nhạc ngữ tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, ắt phải biết điều đó. Thế nhưng ông vẫn cố tình diễn giải chữ lệ
trong biệt hiệu Lệ Thu là Nước Mắt, để viết tặng người nữ danh ca ấy một tình khúc nức nở thảm sâu. Nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều, bằng cây chút lá nghĩa trang điều hiu, từng chiếc lệ khô vàng héo, buồn cho từng kiếp nằm trong mộ réo. Tên người đời quên, nước mắt mùa thu khóc thương triền miên. Nước mắt mùa thu khóc trong đêm dài, mùa mưa chơi với tiếng mưa buồn rơi. Người say ngục tối tình yêu lừa dối, giọt mưa tìm tới để chia lầm lỗi với người hoài chi. Nước mắt mùa thu khóc cho cuộc tình. Nước mắt mùa thu khóc cho hạnh phúc mong manh, một đêm rồi tan tành như chẳng thành. Nước mắt nào nguôi khóc cho đời muôn thần linh rồi người xa người tôi xa tôi. Nước mắt mùa thu khóc than một mình, một đời ca sĩ hát trong buồn tênh, giọng ca buồn bã vào trong đời úa. Thời gian còn đó còn thương còn nhớ hoài, người ơi nước mắt mùa thu khóc thân phận. Mắt mùa thu khóc trong đêm dài, mùa mưa chơi với tiếng mưa buồn rơi. Người say ngục tối tình yêu lừa dối, giọt mưa tìm tới để chia lầm lỗi với người hoài chi. Nước mắt mùa thu khóc cho cuộc tình. Nước mắt mùa thu cho hạnh phúc mong manh, vụt đến rồi tan tành như chẳng thành. Nước mắt nào nguôi khóc cho đời mất thần linh rồi người xa người tôi xa tôi. Nước mắt mùa thu khóc than một mình, một đời ca sĩ hát trong buồn tênh, giọng ca buồn bã vào trong đời úa. Thời gian còn đó còn thương còn nhớ hoài, người ơi nước mắt mùa thu khóc thân phận người. Nước mắt mùa thu khóc thân phận. Mắt mùa thu khóc thân phận người. Nước mắt mùa thu khóc thân phận người. Nước mắt mùa thu khóc thân phận người. Ở đoạn mở đầu, chúng tôi đã nói sự nghiệp sáng tác của Phạm Duy trong giai đoạn này rất phức tạp. Đúng ra phải gọi là phong phú đa dạng. Tính cách phong phú đa dạng ấy có được nhờ hai yếu tố, một chủ quan, một khách quan. Chủ quan là kiến thức nhạc học mà Phạm Duy thu thập được trong thời gian sang Pháp giữa thập niên 1950 và những trao đổi với giáo sư Trần Văn Khê tại Kinh Thành Ánh Sáng. Kết quả là trường ca Con Đường Cái Quan hoàn tất năm 1960, và những bản dân ca mà ông gọi là dân ca phục hồi như Qua Cầu Gió Bay, Lý Cây Đa,
Lý Chim Quyên, Xe Chỉ Luồn Kim và dân ca miền núi như Một Mẹ Chăm Con, Ngày Mùa, Chiêng Trống Cồng. Và sau đó là trường ca Mẹ Việt Nam, hoàn tất năm 1964. Trên vai lúa thơm của ta ơi, ngày mùa nắng mới hoa, chim ơi hãy bay về xem thóc của sơn khê, thóc chim vàng trên hè, nhà sàn cửa rộng không che đón vui người phương xa, nhà sàn cửa rộng không che đón vui người phương xa. Ngày mùa khói bốc lên hiu hiu nắng êm đềm, đưa gió vào theo chim nếm chút gạo dinh điền, người thương là cùng người kinh kết duyên tình anh em, người thương là cùng người kinh kết duyên tình anh em. Ngày mùa lúa tốt tươi, chim ơi lũ chim trời tung cánh về đây coi lúa chim vàng trên đồi, nàng về nàng quậy trên vai lúa thơm của ta ơi, nàng về nàng quậy trên vai lúa thơm của ta ơi. Ngày mùa nắng mới hoe, chim ơi hãy bay về xem thóc của sơn khê, thóc chim vàng trên hè, nhà sàn cửa rộng không che đón vui người phương xa, nhà sàn cửa rộng không che đón vui người phương xa. Ngày mùa khói bốc lên hiu hiu nắng êm đềm, đưa gió vào theo chim nếm chút gạo dinh điền, người thương là cùng người kinh kết duyên tình anh em, người thương là cùng người kinh kết duyên tình anh em. Nàng quậy trên vai lúa thơm của ta ơi, nàng về nàng quậy trên vai lúa thơm của ta ơi. Ngày mùa nắng mới hoa, chim ơi hãy bay về xem thóc của sơn khê, thóc chim vàng trên hè, nhà sàn cửa rộng không che đón vui người phương xa, nhà sàn cửa rộng không che đón vui người phương xa. Ngày mùa khói bốc lên hiu hiu nắng êm đềm, đưa gió vào theo chim nếm chút gạo dinh điền, người thương là cùng người kinh kết duyên tình anh em, người thương là cùng người kinh kết duyên tình anh em, người thương là cùng người kinh kết duyên tình anh em, người thương là cùng người kinh kết duyên tình anh em, người thương là cùng người kinh kết duyên tình anh em. Trong khi đó thì yếu tố khách quan đã khiến Phạm Duy đi tìm một sự giải thoát cho tư duy, cho cứu cánh sáng tác của mình. Về mặt xã hội, những giá trị tinh thần bị đổ vỡ và thay vào đó là những giá trị vật chất dẫn đưa đến một xã hội băng hoại. Năm 1964, Phạm Duy viết 10 bài tâm ca, trong số đó phổ biến nhất là bản Giọt Mưa Trên Lá. Sau này đã được ca nhạc sĩ dân ca Mỹ Stephen Addis dịch lời sang tiếng Anh để cùng Phạm Duy trình diễn tại Hoa Kỳ vào năm 1966. Giọt mưa trên lá có lá nguôi ngoài, nói với loài người xin cứ đuổi mong ta. The rain on the leaves
is the tears of joy of the girl whose boy returns from the war. The rain on the leaves is the bitter tears when the mother hears her son is no more. The rain on the leaves is the cry that is torn from a baby just born as life is begun. The rain on the leaves is an old couple's love, much greater now than when they were young. The rain on the leaves is the passionate voice in a final choice when last love is near. The rain on the leaves is the voice surprised as it realizes its first love is here. The rain trong khi những bài tâm ca và tiếp theo đó là những bài đạo ca của Phạm Duy được mô tả là mang tư tưởng quá cao, thì ngay sau đó Phạm Duy lại sáng tác những bản vỉa hè ca khá tầm thường như Sức Mấy Mà Buồn, Nghèo Mà Không Ham vân vân, mà những bản tục ca chỉ có tác giả mới dám mở miệng hát. Có thể vì vậy mà hiện nay những bản vỉa hè ca, tục ca ấy hầu như đã bị thất truyền. Nhưng tính cách đa dạng, phức tạp và phong phú trong sáng tác của Phạm Duy không dừng lại ở đây, mà ông còn viết bé ca, tức là những sáng tác cho tuổi thơ như Ông Trăng Xuống Chơi, Chú Bé Bắt Được Con Công, Thằng Bờm vân vân, và 10 bài nữ ca, tức những sáng tác cho tuổi ô mai gồm có Tuổi Mộng Mơ, Tuổi Ngọc, Tuổi Hồng, Tuổi Thần Tiên, Tuổi Sợ Ma, Tuổi Sân, Tuổi Vu Vơ, Tuổi Bâng Khuâng, Tuổi Biết Buồn và Ngày Em 20 Tuổi. Tuổi Thần Tiên nếp trong tay mẹ hiền, một dòng sữa thơm xa xưa con truyền. Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn, áo ngắn đi dần mây áo mây luôn. Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào, giọng trầm hát câu ca dao dạt dào. Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu, có thêm ông bà tóc trắng da nhiều, tường ngôi rễ tóc xanh tóc chưa dài, guốc đây rồi còn thêm dây mới. Đường ra ngõ thấy xa tiếc chân trời, viễn keo đường ngâm hoài chẳng tan. Tuổi thần tiên sống theo hoa học trò, phượng về thắm tươi trên sân trường nhà. Tuổi thần tiên vươn lên theo thầy cô, phá vỡ sương mù theo ánh sáng xa. Tuổi là cây bút
thon thon ngọc ngà. Tuổi là sách thơm trong như ngoài bìa, tuổi là cây viết xanh xanh hàng chữ ép trong đôi tờ cánh bướm đã khô. Ta áo trắng phất phơ gió la đà trên đường chiều mùa thu đầy lá. Có trinh nữ tắm trong phấn không mờ khi mưa về e thẹn cỏ hoa. Trở lại với những tình khúc của Phạm Duy sáng tác trong giai đoạn này, tùy thành phần đối tượng, mỗi người có thể thích nhất một bản nào đó. Tuy nhiên, với thế hệ thứ tư, thế hệ lớn lên cùng với cuộc chiến, sống khắc khoải, yêu lo âu, chết tình cờ, thì hai bản được yêu chuộng nhất có lẽ là Trả Lại Em Yêu và Con Đường Tình Ta Đi. Trả Lại Em, người tình Văn Khoa, người tình Trương Vương, người tình Gia Long, con đường Duy Tân, cây dài bóng mát. Không còn ngày đó chúng mình, những con đường tình năm xưa vẫn thảnh thơi nằm nghe chuyện tình quanh năm. Con đường nào ta đi với bàn chân nhỏ bé, con đường chiều thu đô, con đường bụi mờ, con đường tuổi mang che nắng vàng tươi đẹp đẽ, bóng người dài trên hè, con đường tình ta đi, con đường chiều mưa êm, chiếc dù che màu tím, môi tìm làn môi hôn nhưng còn thẹn thùng. Con đường về ban trưa, tới nhà hay vào lớp, con đường của đôi mình, ôi chuyện tình thư sinh. Thế rồi cuộc đời là những cuộc tình chia xa, đi lạc vào những phía không đường về, đứng ở ngoài đầu rừng, đứng ở đầu con sông, mơ về con đường cũ mênh mông. Hỡi người tình học trò, hỡi người tình năm xưa, bóng người từng in dấu trên đường mờ, có thuộc vạn nẻo đường, có ngại nên quên, mơ về con đường cũ không tên. Con đường mộng hoa xưa vẫn từng đôi từng lứa, đến đường vào mộng mơ, con đường mặn mà. Hỡi người tình Văn Khoa, bóng người trên hè phố là đồ
cho người tình chứng vương. Hỡi người tình ra lòng, những người trong tuổi sống, con đường này xin dâng cho người bình thường. Hỡi người tình xa xăm, có buồn ra mà ngắm con đường thành thơi nằm, nghe chuyện tình quanh năm. Con đường thành thơi nằm, nghe chuyện tình quanh năm. Con đường thành thơi nằm, nghe chuyện tình quanh năm. Những sáng tác của Phạm Duy trong giai đoạn từ cuối thập niên năm 1960 tới giữa thập niên năm 1970, nhận xét một cách tổng quát, đây là giai đoạn sáng tác phong phú nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Phạm Duy. Từ tâm ca tới đạo ca, từ vỉa hè ca, tục ca, tới bé ca, nữ ca. Từ đặt lời Việt cho những ca khúc ngoại quốc nổi tiếng, tới phổ nhạc những bài thơ giá trị. Ông cũng đứng chung tên tác giả với một vài nhạc sĩ, chẳng hạn như Ngọc Chánh, trong hai bản Bao giờ biết tương tư và Vết thù trên lưng ngựa hoang. Bắt dê nghèo
Tới đây chúng tôi xin nói về mức độ ăn khách của Phạm Duy. Nếu chỉ nói về số lượng thính giả, thì những năm từ 1969 tới năm 1975 phải là giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác của Phạm Duy. Điều này cũng là dễ hiểu vì ông có khả năng đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhiều thành phần đối tượng khác nhau. Lắm thi văn nhạc sĩ miền Bắc vẫn không thể phủ nhận sức hút quần chúng của ông. Họ gọi ông là phù thủy âm nhạc. Trong chuyện cổ tích Tây Phương, các lão phù thủy thường có tài sử dụng ma thuật để biến hóa. Chẳng hạn chỉ cần một đóa cẩm chướng, hai hạt sương mai, ba giọt nước mắt cá sấu là có thể biến con mèo thành một giai nhân tuyệt trần và gian hiểm. Tài biến hóa của Phạm Duy có lẽ cũng tới mức thượng thừa ấy. Xin lấy bản Mùa Thu Chết làm thí dụ. Lời hát của bản này do Phạm Duy dịch từ 5 câu thơ ngắn của thi sĩ Pháp Apollinaire. Chỉ có 5 câu thơ ấy lặp đi lặp lại, không hề phân biệt phiên khúc, điệp khúc, nhưng đã trở thành bài hát anh khách nhất trong suốt 2 năm đầu của thập niên 1970. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thạc ưu, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho, em nhớ cho. Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa. Trên cõi đời này, trên cõi đời này, từ nay mãi mãi không thấy nhau. Từ nay mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho. Mùa thu đã chết rồi, ôi ghét hương thời gian. Bản Mùa Thu Chết
được ưa chuộng không phải vì đại đa số thính giả miền Nam lúc bấy giờ đều nói thông thạo tiếng Pháp và yêu thơ Apollinaire, mà vì ba yếu tố sau đây. Thứ nhất, cấu trúc và nét nhạc độc đáo, khác lạ. Thứ hai là tâm lý vọng ngoại. Không cần biết bài thơ ấy mang ý nghĩa gì hay ở chỗ nào, mà chỉ cần biết tác giả là một thi sĩ Pháp cũng đủ sức để thuyết phục. Còn yếu tố thứ ba chính là tài biến hóa của phù thủy Phạm Duy khi dịch những câu thơ ấy. Chẳng hạn câu đầu, ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Từ Hán Việt gọi là thạch nam, tiếng Việt gọi là hồng dại, là một loại cây dại mọc thành bụi thuộc họ hoa hồng. Gốc cây thạch nam già từ 10 năm trở lên được lấy để làm ống vỗ thuộc loại đắt tiền. Về sau được thuần hóa thành nhiều loại cây khác nhau, trong đó có hoa tầm xuân. Thế nhưng thay vì dịch ta ngắt một cánh hoa hồng dại, Phạm Duy lại dịch thành ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Việc thay chữ nhánh bằng chữ cụm, hồng dại bằng thạch thảo là một xảo thuật tài tình của Phạm Duy. Cũng tài tình như trước đó, ông đã biến hai chữ lệ thu thành nước mắt mùa thu. Tới đây nói về tài của Phạm Duy trong việc đặt lời Việt cho các ca khúc ngoại quốc nổi tiếng. Thật ra trong những năm trước đó, Phạm Duy đã làm công việc này. Chẳng hạn đặt lời Việt cho bản Le Bleu dans le Bleu thành dòng sông xanh. Nhưng phải tới giai đoạn này, ông mới bỏ công đặt lời Việt cho hàng trăm ca khúc ngoại quốc đủ loại. Từ nhạc tình cảm tới nhạc kích động, từ nhạc thời trang tới nhạc bán cổ điển. Thể loại nào ông cũng thành công rực rỡ. Nhưng nếu xét về giá trị văn chương nghệ thuật, những bản bán cổ điển như Dạ Khúc, Chủ Nhật Buồn, Trở Về Mái Nhà Xưa hoặc Mối Tình Xa Xưa phải được xem là những dịch phẩm đêm đời. Chiều buồn nhẹ xuống đời, người tình tìm đến người thấy run run trong chiều phai. Vẻ sâu của đóa cười, tình bên của lứa đôi, thoáng hương trong chiều rơi. Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời, cho người thôi khóc thương ai, cho niềm yêu đến bên tôi. Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu, dù người qua chỗ chuyện kiếp nào có ai chia lìa nhau. Một ngày đó tóc mây đã phai màu, có chờ ta oán trách đâu, có vì duyên kiếp không lâu. Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu, cho tình cứ úa phai màu, cho người cứ mãi phụ nhau. Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi, người về khuất chân trời, chiều hương vẫn đời.
Sau khi quà xuân và lời chúc lành của Thanh Hải Vô Thượng Sư được truyền đạt đến nhạc sĩ Phạm Duy, hiện đang cư ngụ tại Âu Lạc, Việt Nam, nhà nhạc sĩ Lão Thành đã cảm động trước lòng quan tâm cùng tấm thịnh tình của Ngài và đã gửi lá thư sau đây vào ngày 22 tháng 1 năm 2010. Chúng tôi xin phép được trích đọc và chia sẻ cùng quý vị. Thưa Sư Phụ, tháng 11 năm 2009 vừa qua, tôi bị đau ruột phải vào nhà thương để cho các bác sĩ giải phẫu. Vào tuổi 90 mà mổ ruột thì rất là nguy hiểm, nhưng may là bác sĩ ở Việt Nam vừa rất trẻ và rất giỏi. Bệnh viện săn sóc rất chu đáo, tôi đã qua được cơn nguy hiểm rồi. Tới nay thì đã hoàn toàn hồi phục. Nay thì có Sư Phụ, vì tiên đoán được khó khăn của tôi và tặng quà với tiền sở phí, cho nên tôi rất cảm kích và xin có lời cảm ơn Sư Phụ. Chúc Sư Phụ luôn luôn được nhiều người trên thế giới bái phục cùng với sự cảm phục tấm lòng từ bi của Sư Phụ. Nay kính Phạm Duy. Trong chương trình Vinh Danh Nhạc Sĩ Phạm Duy phần 2, chúng ta đã thưởng thức vũ khúc Em Bé Quê do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác qua tiếng hát của ban Tuổi Xanh với phần vũ minh họa do nhóm Trích Chòe trình diễn. Tiếp theo là trích đoạn các ca khúc do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác như Ngày Đó Chúng Mình, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Phổ Thơ Thi Sĩ Minh Đức Hoài Trinh, Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời, Nghìn Trùng Xa Cách, Nước Mắt Mùa Thu, Giọt Mưa Trên Lá, Tuổi Thần Tiên, Con Đường Tình Ta Đi, Bé Bắt Dế, Mùa Thu Chết, Phổ Thơ Từ Guillaume Apollinaire, Dạ Khúc, Nhạc Franz Schubert, qua phần trình bày các danh ca Duy Trác, Lệ Thu, Thái Thanh, Thái Hiền, Tuấn Ngọc, Sĩ Phú, Julie, Thanh Thuyết. Nhạc phẩm Ngày Mùa Vui Tươi đã đến với chúng ta qua phần hợp ca của Trung Hậu, Thúy Lê và Yến Chi, màn vũ minh họa do các hội viên từ miền Trung Âu Lạc trình diễn. Ca khúc Giọt Mưa Trên Lá được trình bày bằng song ngữ qua tiếng hát của Phạm Duy, Steven Addis và Delina. Lời viết qua phần biên soạn của xứ ngôn viên Hoài Nam, đài phát thanh SBS Úc Châu, trích từ 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Nhà văn và nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh sinh trưởng tại Huế, miền Trung Âu Lạc, trong một gia đình giữ những chức phẩm cao trong triều đình qua nhiều thế hệ. Năm 1964, bà sang Pháp học ngành báo chí. Sau khi tốt nghiệp, trở thành phóng viên cho đài ORTF của Pháp. Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh cũng giảng dạy môn báo chí tại Đại học Vạn Hạnh. Bà đã phát hành trên 25 tác phẩm, được nhiều độc giả đón nhận. Nam danh ca Sĩ Phú có một giọng hát trầm ấm, nồng nàn. Năm lên 5 tuổi, Sĩ Phú đã bắt đầu hát rất hay. Với tư chất thông minh, lúc 18 tuổi, Sĩ Phú đã là giáo sư trung học đệ nhất cấp về toán và lý hóa. Sĩ Phú nổi tiếng với những nhạc phẩm lãng mạn. Trong số đó có Tà Áo Xanh, Em Tôi, Cô Láng Giềng, Trở Về Bến Mơ, Hương Xưa, Anh Từ Trần vào năm 2000, để lại nhiều thương tiếc trong lòng khán thính giả ái mộ một nghệ sĩ hòa nhã đa tài. Theo lời chị Ngọc Lan, hiền thê của danh ca Sĩ Phú và tác giả quyển hồi ký Biết Bao Giờ Nguôi, danh ca Sĩ Phú lúc đương thời rất quý phục Thanh Hải Vô Thượng Sư. Anh Sĩ Phú đã tham dự đêm nhạc hội từ thiện Một Thế Giới Hòa Bình Qua Âm Nhạc tại Đại Hí Viện Schwan vào tháng 12 năm 1998 do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức với phần điều khiển chương trình của minh tinh điện ảnh Hoa Kỳ Debbie Reynolds, nữ tài tử mà Sĩ Phú rất mến chuộng. Chị Ngọc Lan cho biết danh ca Sĩ Phú càng thán phục và hãnh diện về Thanh Hải Vô Thượng Sư nhiều hơn trong đêm nhạc hội hôm đó khi thấy các nghệ sĩ và siêu sao Hollywood cùng hợp tác để vinh danh ngài trong buổi hòa nhạc này. Những kỷ niệm về danh ca Sĩ Phú, một linh hồn đẹp, sẽ luôn tồn tại trong không gian và trong tận cùng trái tim của những người mến yêu Sĩ Phú. Julie bắt đầu bước vào lĩnh vực tân nhạc vào đầu thập niên 1970 và là một thành viên trong ban nhạc The Dreamers của gia đình Phạm Duy vào thời gian đó. Đặc biệt ca khúc Mùa Thu Chết của nhạc sĩ Phạm Duy do cô diễn đạt rất thành công, được người yêu nhạc hâm mộ cho đến nay. Nữ ca sĩ Julie đã thực hiện nhiều đĩa nhạc, cô còn có biệt tài hát bằng tiếng Pháp. Tuấn Ngọc sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng của Âu Lạc, Việt Nam. Năm lên 4 tuổi, Tuấn Ngọc đã bắt đầu hát trên đài phát thanh. Và từ đó, anh vững tiến trên sự nghiệp âm nhạc lừng danh. Với giọng hát điêu luyện và trầm ấm, Tuấn Ngọc được nhiều khán giả yêu mến, nhất là qua dòng nhạc trữ tình. Anh từng nói: "Tôi nghĩ nghệ sĩ phải có sự lãng mạn ẩn sâu bên trong để tạo ra cảm xúc.
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thân ái tặng quà cho nam ca sĩ Tuấn Ngọc cùng lời chúc may mắn tốt đẹp nhất đến với anh. Duy Trác là nam ca sĩ nổi danh của Âu Lạc. Ông bắt đầu hát từ thời sinh viên vào cuối thập niên 1950. Phong cách diễn đạt ca khúc từ nội tâm và tiếng hát trầm ấm của Duy Trác được khán thính giả vô cùng yêu mến qua những nhạc phẩm trữ tình như Thuở Ban Đầu, Áo Lụa Hà Đông, Lá Đổ Muôn Chiều, Ngày Đó Chúng Mình. Trung Hậu là một nữ ca sĩ với giọng hát ngọt ngào, thường trình bày nhạc mang âm hưởng dân ca với những nhạc phẩm như Hãy Thương Nhau Hơn Thương Mình, Chuyến Đò Quê Hương, Qua Cầu Gió Bay. Cô mang lại cho người nghe một cảm giác nhẹ nhàng, êm ả. Nữ ca sĩ Thúy Lê sinh quán tại Cần Thơ, miền Nam Âu Lạc. Mẫu thân cô là nghệ sĩ ưu tú Thảo Vân của đoàn cải lương Tây Đô, Cần Thơ. Các anh là nhạc sĩ Vũ Tuấn và ca sĩ Thế Kiệt. Cô đã đoạt giải xuất sắc cuộc thi đờn ca tài tử cấp thành phố Cần Thơ năm 2009. Hiện nữ ca sĩ Thúy Lê sinh hoạt tại câu lạc bộ Giai Điệu Xanh thuộc Nhà Văn Hóa Thanh Niên và được biết đến qua các ca khúc như Hương Tóc Mạ Non, Vòng Cổ Buồn. Nữ ca sĩ Yến Chi chào đời tại Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, miền Nam Âu Lạc. Cô từng đoạt giải nhì giọng hát hay huyện Nhân Trạch và giải nhất hội thi Thanh Lịch Điện Ảnh. Một số các ca khúc được Yến Chi thể hiện thành công bao gồm Tự Tình Quê Hương, Trăng Nước Chia Lìa. Kính chào quý vị khán giả đang xem đài truyền hình Vô Thượng Sư được phát sóng trên toàn thế giới. Tôi là ca sĩ Trung Hậu. Trung Hậu muốn gửi đến tất cả quý vị đang xem đài truyền hình, chúng ta hãy ăn chay, sống xanh và cứu địa cầu. Xin cảm ơn. Và sẵn dịp đây cũng cho Trung Hậu xin kính chúc thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn luôn hạnh phúc. Yến Chi rất vui và vinh dự được tham gia chương trình này, và Yến Chi mong rằng Vô Thượng Sư được nhiều sức khỏe và được nhiều hạnh phúc. Và cũng nhân dịp đây xin cho phép Thúy Lê gửi đến thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư lời chúc sức khỏe để thầy có thể làm được nhiều những chương trình bổ ích như thế này nữa. Và Trung Hậu xin đại diện cho tất cả những bạn ca sĩ của Trung Hậu xin cảm ơn thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư đã có lòng quý mến anh em nghệ sĩ và gửi tặng những món quà rất là ý nghĩa và bổ ích. Trung Hậu xin cảm ơn thầy rất nhiều. Guillaume Apollinaire là một nhà thơ, nhà văn, kịch tác gia và nhà phê bình nghệ thuật người Pháp có ảnh hưởng sâu rộng. Ông chào đời tại La Mã, Ý vào năm 1880 và bắt đầu sáng tác lúc lên 17 tuổi. Guillaume Apollinaire được xem là người sáng chế ra từ siêu thực và là một người làm thơ tranh nổi tiếng. Ông mất năm 1918, được an táng tại nghĩa trang Père-Lachaise, nơi an nghỉ cuối cùng của nhiều danh nhân, nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Franz Schubert là một nhạc sĩ thiên tài người Áo, sinh năm 1797. Đời sống của ông rất bình dị và chăm chỉ. Ông say mê âm nhạc và có công trong việc hòa âm, phối hợp tuyệt diệu thi ca và giai điệu. Serenade là ca khúc bất hủ được sáng tác vào năm 1826. Nhạc của ông có tính chất trữ tình, thuần khiết trong cuộc sống và nghệ thuật, nên những tác phẩm của ông rất được các nhạc sĩ đương thời kính phục. Ông từ trần vào năm 1828. Ca sĩ Dalina là người Hoa Kỳ gốc Ái Nhĩ Lan. Dalina bắt đầu sáng tác thơ và nhạc từ lúc 10 tuổi. Cô nổi tiếng là một ca sĩ ngoại quốc, trình bày các nhạc phẩm Âu Lạc rất thành công, được nhiều người yêu chuộng. Dalina từng được đăng trên báo Time, The New York Times và phỏng vấn trên đài truyền hình CNN. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã triệu mến trao quà lưu niệm cho nữ ca sĩ Dalina trong buổi đại nhạc hội từ thiện do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 1997. I do like to give all praise and glory to Jesus Christ, my Lord and Savior, without whom I wouldn't be able to sing in Vietnamese. So just like to say, sing, cảm ơn Chúa Giêsu cho Dalina hát nhạc Việt Nam. Thank you. And also, when I was asked to sing for this auspicious occasion, I had never heard of Miss Suma Qinghai. I think I was the only one. And since then, I've come to know her many talents and her fine artistry and also her very noble deeds in helping those less fortunate. So for her, I'd like to say thank you for those. Tiến sĩ Stephen Addis là một nhạc sĩ, nhà thơ, họa sĩ và tác giả trên 35 quyển sách.
ông từng lưu diễn với nhạc sĩ Phạm Duy trong thập niên 1960, cùng hát chung những ca khúc do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác như Giọt mưa trên lá, Nhớ người thương binh. Ông trình bày bằng tiếng Âu lạc Việt Nam và còn chuyển ngữ lời nhạc sang tiếng Anh. Ông cũng phiên dịch Đạo Đức Kinh và hiện giảng dạy về lịch sử nghệ thuật tại Đại học Richmond, Virginia, Hoa Kỳ. Nữ ca sĩ Thanh Thúy đoạt giải nhất tiếng hát truyền hình Sài Gòn năm 1994 và giải nhất tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1997. Cô có giọng hát truyền cảm và còn có tài diễn kịch, đóng phim. Album đầu tay Hòn Đất của ca sĩ Thanh Thúy bao gồm những bài hát trữ tình mang tính chất quê hương và giai điệu tươi sáng như Nhớ mẹ, Dòng sông và tiếng hát, Tình khúc thiên thu. Tôi muốn thông qua chương trình xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã ủng hộ cho chương trình của chúng tôi và ủng hộ cho Thanh Thúy trong thời gian vừa qua, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ phía quý vị trong thời gian sắp tới. Và xin được gửi lời kính chúc sức khỏe đến thi sĩ Thi Vân, mong rằng thi sĩ sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc để gửi đến cho đời tất cả thật là nhiều những tác phẩm thơ văn rất là hay và sâu sắc. Chân thành cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình thơ nhạc Tình yêu và tâm linh hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ vào kỳ phát hình sau trong phần 3 của chương trình Vinh danh nhạc sĩ Phạm Duy, dòng nhạc trong lòng người. Kính chúc quý khán giả được gia ân trong niềm thánh ái vô biên. Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television. Please tune in next week for part 3 of our special program, A Tribute to Alexis or Vietnamese Eminent Composer Pham Duy, Music in People's Hearts. May you be blessed with heaven's boundless love. Kính mời quý vị đón xem phần 3 vào thứ Bảy ngày 24 tháng 4 năm 2010 trên truyền hình Vô Thượng Sư, chương trình Vinh danh nhạc sĩ Phạm Duy, dòng nhạc trong lòng người, gồm những ca khúc bất hủ đã gắn liền với tên tuổi một nhạc sĩ thiên tài của dân tộc Âu Lạc Việt Nam. Xuân tươi.
thiên đàng. Hà ơi ơi tiếng sao. For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.